Sư con hiểu chánh kiến trong Bát Chánh Đạo, nghĩa là mình hiểu về nhân quả, biết phân biệt thiện ác, hiểu về nhân duyên, biết tâm tướng tư diệu đế. Chánh kiến là khả năng nhận thức và hiểu biết của mình, con tư tu đúng không sư? Nếu hiểu biết của con về chánh kiến chưa đúng chưa đủ thì vui lòng giảng thêm. Thì về cơ bản thì quý vị đã nói đủ rồi. Về cơ bản, còn muốn mà nó được đầy đủ hơn thì quý vị nên xem cái bài kinh Chánh Tri Kiến do ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng. Đây, bài kinh Chánh Tri Kiến. Ở đây đó có những cái tấm quý vị đọc thì trong Trung Bộ có thể đọc đầy đủ ha. Đây là tóm tắt nè. Thứ nhất, cái gì biết được cái gì là thiện và bất thiện. Đấy, biết được là tất cả chúng sanh là sống nhờ vào thực phẩm, tức là bốn cái thực phẩm đó. Thứ ba là biết rõ tứ diệu đế. Đấy. Rồi còn cái này đó là biết rõ từng phần ở trong 12 nhân duyên, tức là già chết, sanh hữu thủ ái thọ xúc nhập danh sắc thức hành vô minh. Đấy, tức là biết rõ từng phần ở trong 12 nhân duyên. Rồi biết rõ được thế nào là lậu hoặc. Đấy. Đấy, thế nào là lậu hoặc nè, thế nào là nguyên nhân sanh khởi của lậu hoặc, thế nào là sự chấm dứt lậu hoặc, thế nào là con đường đưa đến sự chấm dứt lậu hoặc. Đấy, thì ở đây một lần nữa ngài sẽ là Phật nhắc lại là Bát Chánh Đạo. Đây, Thánh Đạo tám ngành là con đường đưa đến sự diệt tận lậu hoặc, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đấy, thì ở đây ngài Xá Lợi Phất ngài tóm gọn lại và ngài tổng hợp lại thế nào là chánh tri kiến. Nếu mà muốn đầy đủ á, thì quý vị đọc cái bài kinh này.